Rồi chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình xem chiếc máy xúc đất này nhà Hitachi nha các bạn. Cô bé con năm nè các bạn. Cái này đang múc đất con bà bào nuôi cá với trồng dừa luôn nha các bạn. Máy này chạy còn rất là êm ha các bạn. Về không nằm trên tự tiền